Mến chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội và diễn ra trong ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin chính được phát trong chương trình ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới trong bản tin ngày hôm nay. Các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, mực nước tiếp tục dâng cao, tình hình kiểm soát lũ lụt ở tỉnh Giang Tây ngày càng trở nên căng thẳng. Lượng mưa ở tỉnh Giang Tây đã tăng mạnh kể từ tháng này, đã có một lượng mưa lớn và tập trung trên diện rộng trong tỉnh và tình hình kiểm soát lũ đang ngày càng trở nên căng thẳng. Theo People Daily Online, lượng mưa trung bình hàng ngày ở tỉnh Giang Tây là 36,4mm với 39 quận và thành phố có mưa lớn, 101 trận mưa vượt quá 50mm và 34 trận đo được trên 100mm. Mực nước của trạm Hồ Khẩu, Hồ Pô Giang và trạm Cửu Giang, sông Dương Tử đã tiếp tục tăng trong 29 ngày liên tiếp, với mức tăng hơn 6m và chúng chỉ cách mực nước cảnh báo chưa đầy 2m. Theo dự báo của Cục Khí tượng, trong thời gian tới ở khu vực Trung và Nam tỉnh Giang Tây vẫn có mưa tương đối rõ rệt. Trong thời gian ngắn có mưa to và dông kèm theo gió giật mạnh trên cấp 8. Do cường độ của quá trình mưa, mực nước các sông, hồ, hồ chứa trên địa bàn tỉnh lên nhanh có thể gây lũ lụt và thiên tai địa chất tại các địa phương. Lũ lụt nghiêm trọng ở Quảng Đông, hạn hán hiếm gặp ở Giang Tô và An Huy. Bão số 6 đi qua Đài Loan nhẹ và không gây ra thảm họa lớn, nhưng nó đi thẳng về phía Đông Nam Trung Quốc, gây ra lũ lụt nghiêm trọng đối với Giang Tô, An Huy là những tỉnh đã phải hứng chịu một đợt hạn hán hiếm gặp trong những năm gần đây. Lũ lụt cũng đã được báo cáo ở Ba Lan, ở châu Âu. Theo Dongsheng News đưa tin, 2 tháng qua luôn là mùa mưa ở Trung Quốc đại lục. Tuy nhiên, các tỉnh Giang Tô, An Huy và Hồ Bắc gần đây đã phải hứng chịu những đợt hạn hán nghiêm trọng, mọi thứ đều khô hạn, lượng mưa năm nay giảm 5%. Chính quyền địa phương đã cố gắng giải tỏa hạn hán bằng mưa nhân tạo, nhưng do nhiệt độ tiếp tục tăng, mây và độ ẩm không thể hợp tác, vì vậy thảm họa có thể không được giảm bớt trong ngắn hạn. Ngược lại, tại tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây, bão số 9 tràn vào khiến lượng mưa tăng đột biến và lũ lụt nghiêm trọng. Tại Ba Lan, châu Âu, do những trận mưa xối xả liên tục trong nhiều ngày, nước sông dâng cao gây ra những thảm họa không nhỏ ở nhiều nơi, nhà cửa và những cánh đồng màu mỡ bị ngâm trong nước. Cho đến nay, ít nhất 9 người đã mất mạng và hơn 10.000 người phải sơ tán khỏi nhà cửa. Trận lũ lụt ở Ba Lan này là tồi tệ nhất kể từ năm 1997 và các quan chức địa phương đã hướng dẫn và cứu trợ thiên tai. Thiệt hại cũng do lũ lụt ở Quảng Tây vừa qua cũng đã vượt quá 10 tỷ nhân dân tệ và lũ lụt dự kiến sẽ tồn tại trong 15 ngày. Báo cáo về tình hình lũ lụt ở khu vực kể từ đầu tháng 7 đến nay, theo ước tính sơ bộ, thiệt hại do lũ lụt toàn khu vực đã vượt quá 10 tỷ nhân dân tệ. Hiện đã có 10 người thiệt mạng trong trận lũ lụt này. Lũ lụt dự kiến sẽ còn kéo dài ở Quảng Tây trong hơn 15 ngày nữa. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đưa tin, do ảnh hưởng của bão, một trận lũ lụt thảm khốc hiếm gặp đã xảy ra ở nhiều vùng khác nhau của Quảng Tây. Tính đến cuối tuần qua, 48 quận và thành phố trong khu vực bị ảnh hưởng, với 11,6 triệu người dân bị ảnh hưởng, 82.800 ngôi nhà bị sập và 423.000 ngôi nhà biến thành nhà đổ nát, 1.500 ngôi làng bị nước bao vây. Các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Ninh Minh, Guangdong, Nanning và Yongning. Đến 23 giờ ngày hôm qua, mực nước sông Dư Giang ở Quảng Tây đã lên tới 48,68m, vượt mức nước cảnh báo 5,68m. Một nguy cơ nghiêm trọng đã xảy ra ở khu vực trang trại Tây Giang thuộc bờ kè bên trái của sông Yuyang trong khu đô thị của thành phố Wuyang. Hiện tại, 150.000 binh lính và dân thường dọc sông Wuyang vẫn đang ngày đêm chiến đấu trên bờ kè kiểm soát lũ lụt. Đại Kỷ Nguyên ngày hôm nay đưa tin, vùng ngoại ô Nam Ninh, Quảng Tây bị lũ lụt gần đây và thị trấn Fusu hứng chịu trận lũ quét tồi tệ nhất trong 50 năm. 15.451 ha ruộng ở thị trấn bị thiệt hại, 378 mẫu ao cá bị lũ cuốn, 50 ngôi nhà bị ngập và hơn 100 người bị lũ lụt vây hãm trong 7 giờ. Thông tấn xã Trung Quốc đưa tin, từ sáng sớm ngày hôm qua đến chiều ngày hôm nay, mưa lớn và mưa xối xả tiếp tục ở thị trấn Fusu, với lượng mưa tích lũy 310mm trong 2 ngày.
Đến 11 giờ ngày hôm nay, cơn mưa xối xả trút xuống, nước lũ cuồn cuộn đổ thẳng vào đất ruộng, nhà cửa, ao cá như đàn ngựa hoang, phải đến 7 giờ nước lũ mới rút dần. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, trận lũ đã làm cho tổng số 15.451 ha đất canh tác bị ảnh hưởng, bao gồm 4.568 ha lúa, 4.442 ha mía, 1.600 ha lạc, 1.466 ha dưa và rau, 1.591 ha ngô, 1.150 ha sắn và 634 ha chuối, sau khi 378 ha ao cá ở thị trấn bị lũ cuốn trôi. Hơn 100 người ở làng Henzi đã bị nước lũ bao vây trong 7 giờ đồng hồ. 50 ngôi nhà của nông dân trong thị trấn bị ngập lụt. May mắn là không có ai bị thương. Hàng trăm mẫu ruộng ở thị trấn Sibu và làng An ở ngoại ô thành phố Nam Ninh cũng bị lũ nhấn chìm, với những ruộng lúa ngập sâu tới 2 mét. Vùng A Thay ở phía Bắc Tân Cương cũng bị lũ lụt sau một trận bão tuyết lớn. Quận Hapehe, quận Burin, Betun và những nơi khác liên tiếp bị ảnh hưởng. Các đội chống lũ do các thị trấn tổ chức ngày đêm xây kè, đập ở đoạn nguy hiểm, mong giảm thiểu thiệt hại do lũ gây ra. Cư dân ở các khu vực trũng thấp đã được sơ tán. Minh Pao báo cáo rằng lũ lụt do tan tuyết đã xảy ra ở quận Hapehe vào thứ Bảy và mực nước ở hồ chứa Sán Đầu đã từng gần đến mức cảnh báo cao nhất. Vào tối muộn chủ nhật, lưu lượng đỉnh lũ ở khu vực Tun của Atit Hà Bắc đạt hơn 1.000 mét khối mỗi giây. Lũ bao vây nhà cửa, người chăn gia súc, gia cầm và nhấn chìm rau trong nhà kính. Giao thông từ thành phố Atay đến khu Urumi đã bị chặn trong đoạn này. Quận Bukin ở hạ lưu cũng đang đối mặt với nguy cơ lũ lụt. Nhiệt độ ở vùng Atay tiếp tục tăng. Cùng với lưu lượng mưa gia tăng, các nhánh của sông Atit nói chung dâng lên và các khu vực dọc sông đã được theo dõi trong 24 giờ. Thông tấn xã Trung ương Đài Bắc cho biết, vùng Atay ở phía Bắc Tân Cương bị lũ lụt sau một trận bão tuyết lớn trong năm nay. Quận Hapehe, quận Bukin và Betun, nơi đặt sở nông nghiệp số 10 của quân đoàn sản xuất và xây dựng Tân Cương, liên tiếp bị ảnh hưởng bởi thiên tai, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản của cư dân và gián đoạn giao thông lớn. Thông tấn xã Trung Quốc đưa tin, một trận lũ lụt bất ngờ xảy ra tại huyện Hapehe, mực nước của hồ chứa địa phương gần chạm mức cảnh báo cao nhất. Để giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt, một số người dân sống ở vùng trũng, các khu vực và những người có khả năng kiểm soát lũ kém đã được sơ tán an toàn. Báo cáo cho biết, lưu lượng đỉnh lũ ở đoạn thôn của sông Atit Not đạt 1.400 m khối mỗi giây vào cuối ngày hôm thứ Bảy, gây ngập lụt nhà cửa, người chăn nuôi và gia súc ở đó, đồng thời giao thông từ thành phố Atay đến Odumi bị gián đoạn. Mông Khổ BK, Giám đốc Cục Thủy văn Atay cho biết, quận Bukin ở hạ lưu cũng đang đối mặt với nguy cơ lũ lụt do nhiệt độ ở khu vực Atay tiếp tục tăng kể từ đầu tuần và lượng mưa gia tăng đã khiến các chi lưu của sông Itit nói chung sẽ tăng lên. Dự án bã đậu Hồ Bắc chi 6 triệu để xây thành phố nguy hiểm. Theo Apple Daily, khu vực dành cho người nhập cư mới nằm ở làng Hoàng Cao Sơn, thị trấn Tiêu Quan, thành phố Thạch Châu. Sau khi vụ việc bị phanh phui, thị trưởng thành phố đã bị thay thế Zhao Xiangqing. Phó thị trưởng thành phố Thạch Châu đã đe dọa sẽ trừng phạt nghiêm khắc người phụ trách. Sau một số trận lũ lụt ở thị trấn Tiêu Quan, trong những năm gần đây, nhà nước đã đầu tư hơn 6 triệu đô la Mỹ để xây dựng làng núi Hoàng Lăng, nhằm tái định cư cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trong khu vực. Tuy nhiên, trước việc các tòa nhà bị cáo buộc chất lượng kém, một quan chức họ Giang ở thị trấn Treo Quan nói rằng các tòa nhà đã được kiểm tra chất lượng sau khi được xây dựng và phản đối rằng một số dân làng chỉ muốn nhà nước trợ cấp nhà ở thay vì các tòa nhà. Điều này dẫn đến sự mất mát của hàng trăm tòa nhà. Tân Hoa Xã đưa tin, ngôi làng núi Hoàng Lăng hoang vắng, hầu hết nhà cửa cỏ dại mọc tùm, một số ngôi nhà bị lộ hoặc thậm chí bị vỡ móng, gạch tường đổ ngay khi bị lung lay. Người dân cũng đề cập đến 435 ngôi nhà trong toàn làng, được chia thành các tòa nhà chính quyền làng và tòa nhà chính quyền thị trấn, trong đó các tòa nhà trong làng có nhiều vấn đề nhất. 56 người chết, 153 người mất tích, 33 người bị thương trong cơn bão số 9. Theo Epoch Times, cơn bão số 9 năm nay đã đổ bộ mạnh vào Đài Loan, gây ra thương vong nặng nề hiếm có trong các thảm họa bão trên toàn tỉnh trong hai thập kỷ qua. Người ta xác nhận rằng 56 người chết, 153 người mất tích và 33 người bị thương nặng. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn đang nỗ lực hết sức để tìm kiếm cứu nạn.
Theo thống kê của Trung tâm ứng phó thảm họa Trung ương, 24 người thiệt mạng và 37 người mất tích ở huyện Hoa Liên, 16 người thiệt mạng và 93 người mất tích ở huyện Nam Đầu, 3 người thiệt mạng và 7 người mất tích ở huyện Miao Ly, 6 người mất tích ở huyện Đài Trung, 1 người chết và 6 người mất tích ở quận Nghi Lan, 5 người chết và 3 người mất tích ở thành phố Đài Trung, 2 người chết và 1 người mất tích ở huyện Trường Hóa, 2 người mất tích ở huyện Giang Nghĩa và huyện Vân Lan, 2 người mất tích ở huyện Bình Đông. Về sạt lở đất, tính đến 12 giờ sáng, toàn Đài Loan đã xảy ra 43 vụ sạt lở đất, hầu hết tập trung ở Hoa Liên và Nam Đầu. Hầu hết những người mất tích đều bị chôn sống do sạt lở đất. Khi Tổng thống Thái Anh Văn kiểm tra quận Hoa Liên, quận bị ảnh hưởng nặng nề nhất, bà cam kết sẽ đẩy nhanh công tác cứu trợ và làm mọi thứ để có thể hỗ trợ tái thiết. Nhiều người sống sót mô tả rằng trận mưa xối xả do bão số 9 mang lại đã gây ra lũ quét và sạt lở đất. Yao Gang, Giám đốc Sở Cứu Hỏa của Bộ Nội vụ cho biết sự sụt lở đất của huyện Hoa Liên là rất nghiêm trọng, trong khi huyện Nan Tu đã bị ngập lụt nhà cửa và đất canh tác do nước sông dâng cao và lũ lụt khá nghiêm trọng. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.